Khi bạn đã thích một chàng trai nào đó thì đừng vội tỏ tình với anh ta, mà hãy tìm hiểu từ từ thật kỹ các mối quan hệ xung quanh anh ta. Bạn sẽ phát hiện ra một điều, đó chính là bạn bè xung quanh anh ta thì đẹp trai hơn nhiều.